nó sẽ cứ khởi động hoài như thế này thôi nha. Hoặc là khi mà chúng ta lấy cái tay nè, xoay qua ha, xoay quanh nó sẽ sáng nè. Đấy, quay lại nè. Để qua cho dễ xem. Xoay qua. Đấy, sáng nè, trả lại là hết nè, quay qua ha. Đấy, nó cứ khởi động thôi chứ nó không có lên được đâu nha bà con. Thì đây là cái lỗi của dòng camera Yosi 2 mắt hiện tại ở đây. Vì vậy á, bà con cần cẩn trọng khi mua cái dòng camera Yosi 2 mắt. Thì chắc chắn là sẽ cũng có người nói là sao không mua Azfit hay là IMU đồ đó mà xài, mà mua cái dòng rẻ tiền chi rồi mà bây giờ bị lỗi rồi la. Thì đừng có nói hay, hiện tại ở đây mình vẫn có một dòng C6N ở đây nha bà con. Và bà con thấy nó vẫn khởi động bình thường ha, vẫn bị lỗi là chúng ta cũng không có thể nào mà setup được, cài đặt được. Nhưng mà cái tỷ lệ của bên C6N này á, nó sẽ bị ít hơn là cái dòng của camera Yosi 2 mắt thôi. Vậy á, thì chúng ta nên lựa chọn cái dòng sản phẩm nào? Hiện tại thì hai cái dòng này giá tiền của nó đang xem nhau, có thể cho là bằng nhau đi. Nhưng mà bù lại ở đây chúng ta chỉ có một mắt, còn ở đây thì chúng ta được hai mắt Yosi, được nhiều cái tính năng hơn như là ban đêm có màu, hai mắt để mà có nhiều cái góc quan sát hơn, mà bằng giá tiền, có thể gọi là tiền ít mà đòi hết đủ thứ thì là đây. Còn nếu mà thương hiệu hơn thì là đây. Thì cái vấn đề á, rẻ hơn, tỷ lệ rủi ro cao hơn là chuyện bình thường. Chúng ta chỉ nên chọn á, là chọn nhà bán hàng nào uy tín hơn. Khi chúng ta mua sản phẩm rồi và nó có cái hiện tượng bị lỗi, chúng ta còn liên hệ được, họ còn hỗ trợ sao bán hàng cho chúng ta được, để chúng ta có thể gửi về đổi trả hoặc là sửa chữa gì đó, bảo hành gì đó được. Chứ đừng có ở đó mà nói hay là hãng nào, đồ điện tử mà. Với cá nhân mình rất là thích cái câu đồ điện tử mà, nó muốn tử lúc nào thì nó tử, chứ đừng có mà khẳng định hay là tuyên bố bất cứ một cái điều gì như đúng rồi nha. Chúng ta mua hàng thì hãy chọn cửa hàng uy tín để mà được hỗ trợ sau bán hàng. Đây là cái video mình muốn nhắc nhở bà con thôi, còn bà con chọn dòng nào cũng được, tùy theo cái túi tiền của bà con.